Xin chào các bạn, chiều nay thì anh sẽ quay clip hay về làm cảnh thăm lúa nè, thăm thép đồng. Thì anh sẽ đẩy cái xuồng này xuống đi cùng với bạn Cúc nha các bạn. Xuống, xuống đi, xuống đi, kéo xuống cây. Nặng. Thì ta sẽ đi cùng với mấy bạn ấy. Đẩy xuồng xuống, xuống luôn con, xuống luôn. Xuống đây, xuống xuống xuống. Rồi bây giờ thân sản chống xuồng đi nha mọi người. Xuống nhá, đi lên con, xuống đi nè, đi lên. Còn hai bạn kia trên đó, còn bạn cũng lớn tuổi nhất ở nhà đó, nằm chỗ đây vậy. Đi rồi, xuống con, xuống lên. Xuống nè, lên được, xuống nè. Nè. Xuống. Xuống con, đi lên. Xuống. Đi lên. Rồi. Đi lên mạnh lên. Lên, đi lên. Đi lên. Xuống. Đi nè. Đi xuống luôn, đi lên. Lấy xuống, rồi. À, bây giờ ta sẽ quay cảnh thăm giếng cho các bạn xem nha. À, bây giờ đợi nó đẹp quá. À, ăn trứng bớt rồi đây, khả mũi rồi. À, nước cạn rồi, bữa nay ở quê mình thì đang bơm nước ra đó mọi người. Để chuẩn bị xài cho vụ lúa năm sừng đó. À, đây là giai đoạn kết thúc của mùa nước nổi ở quê mình nha. Và khi mà nước rút ra ngoài á, thì những con cá và con tép ở trên đồng như thế này thì nó bắt đầu rút xuống sông. Thì mình người dân ở đây sẽ đặt những cái giếng như thế để bắt những cá tôm đó nha mọi người. Hoặc là khai thác cá đồng mùa nước nổi. Còn ngoài này thì ở dưới quê mình thì những cái đồng ruộng á là nó mênh mông bị nước nha mọi người các bạn. À, bên này là đậu nè, bốn bên đen kia là cùng một bầy, với bạn đậu cùng bầy, còn bạn trắng là bầy ở nhà lâu rồi, đó, cũng 4-5 tuổi rồi đó. Sắp tới cái giếng đầu tiên, không biết cái giếng này có cá tép nhiều hay không. Đó. Đây là của cha nhà anh mình đặt nè. Thì buổi tối thì đứa em mình đi thăm, hai đứa em mình đi thăm, và buổi sáng thế này thì mình ở nhà mình làm bài, rồi trưa mình rảnh rồi mình ra mình thăm. À, mấy con đen ngọc đó ở dưới mặt ruộng nước mọi người là tép với lại những con cá lồng tông, cá nhỏ, cá sặc đó. À, tới rồi. Thank you.
chiều tối mình lại thăm tiếp. Bây giờ mình qua bên kia làm hai cái mấy cái giếng này. Bên kia nè mọi người. Rồi mình xuống lại. Cười kìa. Bạn đứng đầu tiên là bạn Trâm. Rồi tiếp theo là bạn Đậu. Tiếp theo là bạn Đực. Và bạn đang nằm màu đen mập thù lù á, có sự sống lưng sọc là bạn Bi. Ở đây bạn Tý. Tý. Bạn Đậu. Đậu. Cũng vàng không ơi. Rồi tiếp tục một hành trình. Thằng mấy con cúng lại đi ra lại đi. Thăm cái giếng thứ hai. Đây cũng có giếng này, giếng của ông chú gần nhà. À, tôi đang giống ruộng nha mọi người. À, bây giờ ở trên ruộng thế này thì ở quê mình mùa này thường chúng ruộng đi thế này thì phải cần có một cái cây, người ta còn gọi là cây sào các bạn. Em mình chống thế này mình giống như là nó cạn lắm, nó cạn được nửa mét à. Rồi mình lợi dụng tận dụng những cây thế này để mình làm cái nối dài tay mình, mình chống cho xuồng nó đi trên mặt nước. Ví dụ ở dưới sông thì mình chống hơi khó, ở dưới sông thì mình, ví dụ cái xuồng thì phải bơi cái có cái dầm ha, hoặc là chèo bơi để dẹp nước đi. Còn ở trên ruộng thì nước cạn với mực nước thế này mình cần cái sao. Rồi sắp tới cái giếng thứ hai các bạn. À, bây giờ mình cầm cái cây quay ở đây. Tới cái giếng thứ ba đẩy cho nó đi lên. Châm đậu đuôi ướt luôn kìa mày. Rồi đó bây giờ nó ngồi như thế này không thôi là sáu con mà nó gom lại mũi không là khẩm chim xuống.
chép bây giờ quay cái đầu ra mới được. Sau khi thăm được cái giếng thứ ba thì nhiều cá các bạn, ba cái đuôi giếng, cá có mít, còn cái này cá chạch nè, rồi chạch đất nè, cua đồng nè, là cá sạc, cá lồng tông, cua đồng, ốc vui vàng. Rồi bây giờ mình lại đẳng lội lên đằng kia, déo cây dài cái này. Lên lâu nên thôi để mấy bạn gúng vậy luôn nè. Đẳng đi đâu, đẳng đi, để cây đi, cuốn lên à.
Rắn đi con, rắn đi, đi, rắn đi, đi. Đi rắn rồi đi. Rắn đi, mũi đi. Rắn, đi ăn đi, ăn tiếp. Tới giờ rồi mọi người ơi. Ai. Thế là hết rồi. Hay gọi được những cá này. Hay. Không còn cua ra ngoài. Rô. Cua sữa mọi người. Xin chào các bạn nha. Sau khi thu hoạch xong thăm 4 ưu dến thì đang được những cá nè mọi người. Đủ ăn hôm nay. Ngày hôm nay thôi. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau đó nha.